Pa Me Pino Sương, nàng Pưng Hơn Trương Phổng Sùng Không Tịnh Yên Bái, có lương chơ po nà Pưng Á Sáo Say Sáo Nóm Cầm, sư và có mi Pưng Á Sáo Say Sáo Son Sư Giúp Phổng Sùng Án Xíp Kỳ Lạp Bí Ma Liêu. Cuồng chương trình mini mời Pa Me Pino Pom Thoi Xung Khỏi Khuyên Giam, cánh đầu tiên từ Pưng Á Sáo Son Sư Nơ Nì, về hù đầy, khu học nghi quý banh đối tượng học sinh Phổng Sùng Cắt Cung Khó Hay, khó Pưng Á Sáo Say Sáo. Tòa năm sòn sừ sau hốc bì nặng trương cấp nừng cấp sòng mây trượt có lại côn ép cánh kình rú ngày các hương trương xá bà lau huyền trầm tấu a giáo hồng cò chứa cùng chở bơi mười cốc hẹ trương ma nỉ sòn sừ cò trỏ bảy án chắc kỳ lai cò số bảy đứa tần bước học sinh họt lớp ép bòm tòi học sinh khăm cai khòng khát khu có mỏ xả cha bảy sức tạm ép nát rượu sàn tòi khu có mỏ xả cha ẩn a giáo hồng còn nhân mở tên hạc sường học sinh cánh có cầm quyết trò đo son sư phải học sinh ép sử đi ép sử giỏi bên cốt đi con chăn ngày đầu tiên đi bưng mử có khỏe ban nỉ hư khỏi có ngắm lò báo hủ chắc lò bày ma già cha sương ấn rú bổng sùng hư cỏ đào cướp hành lớp ép hư có tảng tánh tập bước tảng trường mày tót là thôi học sinh hư sủng sửa có báo minh nung bày có nhắc nhàng tìm bưởi mà khỏi có sườn hành khỏi sườn bưng học sinh kỳ lái hư bưng học sinh có sườn chào cơ ăn bưng nào hư có ao rú hươn ma té lò bản mân ngô sư vạ bản mân cò ma quẩy ma ướt hở a giáo ăn là khu đất đần nhớ luồng tròi hà khỏi khảm cài chú hồng khát tòi năm lò ca sàn sòn sự cài sao bì rú lớp ép nỉ cánh tòi học sinh rú nỉ báo chàng a giáo hồng lạ liều nhăng mi lại say giáo a giáo ấn có đang tòi năm sòn sự nạc phồng sùng ao tô sư ma bó sòn hở án chắc kỳ lại học sinh bền con đi con chăn tôi lên đây được khỏi mắt nỉ sòn sư to chương trình tiết tần sòn sư ba tôn uẩn cón khườn phòng dùng không tính chơ mắt nỉ hư tổ giang có bọng mi té vỉa lò kìn rú họt vỉa lò to năm sòn sư nhiệt lò khu có mỏ giả cha khó bưng học sinh giúp phòng dùng bữa sức ăn hư khỏi có xương bưng nòng bé xương ở lụ khỏng khỏi ăn em công tác ở đây thì khỏi có to năm sòn sư rú nỉ đầy sắc sòng pì liều chăm pha họt khai hư trương ép lớp ép của đầy tẳng tánh bồng chờ ha và chất lượng sòn sư có trọ nho sùng lai mở vừa bông học sinh dũng nghỉ có dùng lắc hươn do tăng bảy ma giả cha lai nỏ cỏ vang ép sư vài sức tàm nếu chút học sinh họt chương ép năm sử sàn tục po nhằn pàm chất lượng sòn sư giúp khỏi có chất sắc mắn họt tàu đòn lớp ép hương xảo vậy nó tiếp tần học sinh hoặc chương ép dự sàn bọn ăn có tướng tên có khai tung hoạt động vậy lọc bưng nòng đầy in một mùa đầy tốt tiền tờ cằn cánh tập bưng dễ giáo a giáo mặc mồn hoặc chương ép nước ép tục bó hơn nàng bưng chương ép phòng sùng khổng huyền trầm tấu nỉ tinh mết học sinh hư ba quam kiều của báo mong bừa tinh mết quân dần dũng nỉ lò chữa quân miểu bừa sức ẩn vỉa bót giòn ma quang kiều đoan nưng cuồng bưng vỉa cốc sầu đẹp bưng dây giáo ả giáo bồng chở tỏi năm phải tốt tiền tập bưng học sinh bưng dây giáo ả giáo có trò ép quát miểu sưng ẩn vỉa sòn sừ sòn bay hàng học sinh có trắng đầy hủ phát hùng ngay mình chưa ma sòn sừ rú phỏng sùng giả cha nhét đối tỏi khỏi ăn lỏ cùng vỉa sòn sừ ma quang kiều hư bưng nòn có báo phăng đáy vừa bưng nòn là học sinh chưa con miểu chưa sòn bay hư bưng nòn có báo hủ bay xung khỏi có trò ép quang miểu bày tỏi năm sòn bay cánh tốt tiền từ bưng nòn trò bưng nòn ép dư đầy đi hơn sòn sừ đang phồng sùng nhấp bỏ lại giả cha ha và thờ hồi chờ sắc mắn quỷ banh khỏng nghe có trò hào bưng dây giáo ả giáo khảm cài khỏng cắt sòn sừ hào học sinh giữ phồng sùng nghỉ con rất thích đến trường nàng hư còn mặc họt chương ép sừ hành vừa bày ép sừ đẩy bỏ bưng dây giáo ả giáo tông bàn ở có môn hành nàng hư còn mặc ép môn quan mưng ảnh yết nàng có chiếc cánh chờ ép giỏi vay làng nỉ dệt à giáo mất giòn sư nặng bản nóng nàng có cánh chờ ép giỏi về dệt xây già già bệnh hở lại côn cánh hở po me cùng bản nàng có chiếc cánh chờ vầy lọ báu mảng cồng bó giòn khòng xây giáo à giáo nhà con cách trường thứ giòn hư nàng có họ trương ép họ tọt tông bản là tuân nàng có bài hươn dù trương hư có đầy phương xây giáo à giáo tạnh lù bó giòn hở nòng nòng đầy giòn hình chơi nhang côn thủ tướng Phan Văn Đồng có vào bưng xây giáo ả giáo báo chàng sòn sử lạ liều nhang bao sòn hà bưng học sinh bình quân đi con chăn sau lò bưng côn mọi mử cốc hòm cổng hay hà nạp vệ sòn sử bưng côn ẩn chăm pha cho tướng chậu
cảnh non nước, hà và có sắc mắn khảm khai chủ khu khảo cát, phải sân sử học phương học sinh xuống một bản đa phẩm lực phẩm đắc giao, ép đầy đồ sử, phải bền, lở, bưng côn, mại nhớ, bền côn đi, côn chăn, lắc ngon tay giỏi, lăng nị, chiếc bóng cằn tẳng tánh, mạng mấy gân quề, nằm đỉnh bản ương, bền mớ khăn chăn.